Tử vi về ngày 28 tháng 11 âm lịch Kỷ Mùi. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp với mong muốn anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt, con giáp nào đen đủi, xui xẻo, đủ đường, công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Tổng quan về ngày 28 tháng 11 âm lịch. Ngày 28 tháng 11 năm 2020 âm lịch, còn gọi là ngày 28 tháng 11 năm Canh Tý, ngày này sẽ có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa, tức là lửa trên trời. Do Mùi và Sửu chính xung, cửu âm thổ khắc Quý âm thủy, ất âm mộc khắc Kỷ âm thổ. Đây gọi là thiên địa xung khắc, dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 và Ất Sửu sinh năm 1985. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 28 tháng 11 âm lịch. Tuổi Tý, Tý dương thủy gặp Kỷ âm thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày này, còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh, là ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế, nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Năm nay là một năm vất vả, gian nan của những gia chủ tuổi Tý. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Tuổi Sửu, Sửu âm thổ gặp Kỷ âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Bên cạnh đó, còn có Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khắc chiếu vận nên vận thế tổng thể vô cùng có lợi. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, chủ giải, thị phi. Tuổi Dần, Dần xương mộc gặp Kỷ âm thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời vì có hung thần chiếu mệnh trong ngày hôm nay. Tuổi Dần trong ngày Kỷ Mùi có các thần quốc ấn giáng chiếu. Thần sát này chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Dần nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có những trợ giúp rất lớn, có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão, Mão âm mộc gặp Kỷ âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày, còn có hoa cái chiếu mệnh. Đây là một thần sát, vừa cát, vừa hung. Nếu biết nắm bắt cơ hội, sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý,
Thủy, hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và giao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp kỷ âm thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bên cạnh đó, có thái cực chiếu mệnh là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ. Cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp kỷ âm thổ là thực thần, nghĩa là bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Tỵ nên hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Gia chủ tuổi Tỵ cần chú ý ngày này còn có hung tinh kình dương chủ về tai họa, thương tật. Bản mệnh cần chú ý những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Hơn nữa, những người tuổi Tỵ năm Canh Tý 2020, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tý, Thủy là chính can của Tỵ. Cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay luôn vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp kỷ âm thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Ngọ trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Vào ngày này có cát tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp kỷ âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Tuổi Mùi trong ngày kỷ Mùi có sao hoa cái chiếu mệnh. Đây là một thần sát, vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng trốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển thì khó tránh được sự cô độc. Trong ngày cũng có hai cát tinh thái cực và phúc tinh đóng mệnh. Đây đều là những sao tốt đem lại các cơ hội mới trong công việc, quý nhân trợ giúp. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Tuổi Thân. Thân dương kim gặp kỷ âm thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Thân. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày cũng có các tinh kim dư và thiên ất sáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Thân, nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Đặc biệt, năm 2020, thái tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vậy thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn,
tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. Tuổi Dậu, Dậu âm kim gặp kỷ âm thổ là thiện ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Ngày này có cát tinh là văn xương quý nhân chiếu mệnh. Đây là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh, hành thông. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy, nên gọi là phá thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may, giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi việc đều may mắn. Tuổi Tuất, Tuất xung thổ gặp kỷ âm thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Ngày này còn có cát tinh Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể. Cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi. Điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi, Hợi xương thổ gặp kỷ âm thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Hợi nên cẩn trọng, chú ý hơn nhiều trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong ngày còn có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát, vừa cát, vừa hung. Nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiện ấn tinh. Thiện ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Giá Cát đã trao đổi với anh chị luận giải về vận hạn ngày 28 tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!